Lớn thế luôn á. Đừng chơi với nhau. Mimi. À, tôi đổ cho Mimi này. Mimi. Đứng túm dây xoắn xoắn đấy con. Rồi, được rồi. Rồi. Ok. Cú cú, cú cú. Cú cú à, cú cú đây. Cú cú đứng đây nào. Cú đi ra ngoài để ngoan cú nhé. Không ngoan mà mẹ đánh đòn cú nhé. Rồi, chắc chắn. Mimi ra đây mẹ cũng cho dây này. Ok, chắc chắn rồi. Đi nha. Để hai đứa đi với mẹ nha. Không, không phải ngoan nha, không có nhảy nhót nha, được không? Rồi. Đi nào. Đi, đứng xuống mà đi. Cô đi đi con, cô đi đi. Đi đi, thôi đừng có bám lên quần mẹ đã nào, đi nào. Rồi. Lên xe, lên xe, lên xe, lên xe. Lên xe. Rồi Mimi lên xe. Cô lên xe. Mimi chị lại mũ này. Rồi, con Mimi ngồi đây. Đi nha. Khỏe mặt, khỏe mặt đây. Thank you.
hai xe đi chung phải không? Một phiếu thôi nha. Vâng ạ. Cái này có gì là khi mà em gửi về hãng thì 7 đến 15 ngày nha. Nếu mà khi mà gửi về nó thì họ sẽ kiểm tra và báo ký thử cho mình trước. Nếu mà mình đồng ý thì họ sẽ thay nhé. Còn nếu mà mình không đồng ý thì họ sẽ gửi lại cho mình trước. Để đây thôi là về thôi đúng không anh? Được rồi, chị để cho em yên cư. Bên bên bộ phận sửa chữa họ sẽ gọi điện báo chi phí sửa chữa cho mình trước. Nếu mà mình đồng ý thì hãng mới thay nhé.